Kính chào quý vị và các bạn. Đi làm có thu nhập đủ điều kiện thì phải đóng thuế thì có lẽ ai cũng biết, nhưng có rất nhiều người cũng chỉ biết theo lời của chị kế toán mà thôi, chứ chưa thực sự hiểu cơ chế thu đóng thuế là như thế nào. Rồi mấy bạn mà học luật, học kế toán thì có thể biết độ chu của môn luật thuế rồi đó. Ở ngoài cái chữ thuế nó còn khó nhằn hơn cả hồi đi học nữa. Nhưng mà hôm nay thì tôi sẽ lấy cho các bạn các ví dụ cực kỳ dễ hiểu để thuế nó bớt chua trong mắt các bạn nha. Và trong phạm vi video này thì tôi chỉ nói tới thuế thu nhập cá nhân thôi, chứ thuế nói chung thì không biết nói tới bao giờ mới xong luôn. Mà các bạn đừng quên nhấn vào nút đăng ký và chuông thông báo để ủng hộ Thư viện Pháp luật nha. Trước hết thì thuế thu nhập cá nhân là gì? Thì nói một cách đơn giản, đây là khoản tiền mà bạn phải đóng cho nhà nước dựa trên thu nhập mà bạn có từ tiền lương, từ hoạt động kinh doanh, từ việc bạn bán nhà, từ việc nhận tài sản từ bồ nhí, người yêu, anh trai mưa, chị gái nắng, vân vân. Về cơ bản thì không phải ai có thu nhập cũng đều phải đóng thuế. Chỉ khi khoản thu nhập đó đạt đến một mức theo quy định thì mới phải đóng mà thôi. Còn mức đó là bao nhiêu thì các bạn hãy theo dõi tiếp nha. Thì như tôi đã nói lúc nãy, thì để thực hiện lời hứa làm sao cho các bạn dễ hiểu nhất thì tôi sẽ lấy một ví dụ gần gũi với hầu hết tất cả mọi người. Đó là thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương. Bạn là người lao động, bạn gia nhập vào một doanh nghiệp thông qua quá trình thử việc rồi đến ký hợp đồng chính thức, thì ở mỗi giai đoạn, việc đóng thuế là khác nhau. Dù vậy thì ai cũng sẽ trải qua hai quá trình, đó là tạm đóng thuế trên thu nhập hàng tháng và quyết toán thuế vào đầu năm sau trên tổng thu nhập cả năm. Bạn không nghe nhầm đâu. Chính xác là số tiền thuế bạn đóng hàng tháng chỉ là khoản tạm đóng, còn con số chính xác thì phải sau khi tổng kết thu nhập một năm thì mới biết được. Đầu tiên là ở giai đoạn thử việc, thì cơ quan thuế sẽ quản lý việc đóng thuế của một cá nhân thông qua mã số thuế thu nhập cá nhân. Mã này thì bạn chỉ cần điền mẫu tờ khai có sẵn rồi nộp cho cơ quan thuế thông qua doanh nghiệp là được cấp, nên tôi sẽ không nói sâu ở đây. Ai chưa có thì đăng ký, ai có rồi thì sử dụng mã đó. Do hợp đồng thử việc không phải là hợp đồng lao động nên hàng tháng theo quy định, nếu bạn có thu nhập dưới 2 triệu đồng trên một tháng thì bạn sẽ không phải tạm đóng thuế thu nhập cá nhân của tháng đó. Nếu bạn có thu nhập từ 2 triệu đồng trên tháng trở lên thì có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là bạn được làm cam kết chưa đến mức thu nhập chịu thuế. Tôi lấy ví dụ bạn chỉ đi làm ở một nơi có thu nhập dưới 11 triệu đồng trên tháng và không có người phụ thuộc thì bạn sẽ được làm cam kết. Và để biết thêm chi tiết những ai được làm cam kết thì các bạn có thể xem ở dưới phần mô tả nha. Và sau khi làm cam kết, bạn sẽ tạm thời không bị khấu trừ thuế. Trường hợp thứ hai là bạn có thu nhập từ hai nơi trở lên, có làm nghề tay trái, nghề tay phải, rồi mỗi nghề kiếm được một khoản thì bạn sẽ phải khấu trừ thuế theo mức là 10% trên tổng thu nhập tại mỗi nơi. Ví dụ thu nhập của bạn tại doanh nghiệp là 3 triệu đồng thì bạn phải đóng thuế là 10%, tức là 300.000 đồng. Nói tóm lại thì trong giai đoạn thử việc, nếu lương của bạn dưới 2 triệu đồng thì bạn không phải đóng thuế. Còn lương của bạn trên 2 triệu đồng thì một là bạn làm cam kết để không bị trừ thuế, hai là bạn sẽ bị trừ thuế 10%. Tiếp theo là khi bạn là nhân viên chính thức, tức là bạn đã ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp, thì một nguyên tắc cơ bản là thu nhập của bạn càng cao thì bạn phải đóng theo mức thuế suất càng lớn. Người ta vẫn gọi đó là thuế lũy tiến. Bằng chứng là khi bạn là người lao động làm việc theo hợp đồng thì mức thuế suất sẽ áp dụng như sau. Thì như các bạn thấy đấy, thu nhập tính thuế theo tháng từ 0 đến 5 triệu đồng sẽ chịu thuế suất là 5%, từ 5 đến 10 triệu đồng thì chịu thuế suất là 10%, và cứ như vậy, thu nhập tính thuế từ 80 triệu đồng trở lên thì chịu thuế suất cao nhất là 35%. Thu nhập tính thuế trong bảng thuế suất là số tiền sau khi bạn đã lấy tổng thu trừ các khoản sau đây. Khoản đầu tiên là khoản giảm trừ gia cảnh của chính bản thân bạn 11 triệu đồng trên tháng. Khoản thứ hai là khoản giảm trừ đối với người phụ thuộc mà bạn đang trực tiếp nuôi dưỡng là 4,4 triệu đồng trên người trên tháng. Ví dụ như là bạn có con nhỏ hay là mẹ già đã quá tuổi lao động, mỗi người thì bạn sẽ được trừ 4,4 triệu đồng, tức là hai người trừ 8,8 triệu đồng và cứ thế nhân lên theo số người phụ thuộc. Thứ ba là các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, khoản đóng góp từ thiện, quỹ hưu trí tự nguyện nếu có. Cuối cùng là các khoản khác như là tiền hỗ trợ ăn trưa, tiền ăn giữa ca vân vân. Vì danh sách nó khá dài nên các bạn muốn xem chi tiết những khoản nào thì yên tâm, tôi có để link ở dưới phần mô tả rồi nha. Đây, tôi sẽ lấy một ví dụ cụ thể. Giả sử tổng thu nhập của bạn là 100 triệu đồng trên tháng, trong đó tiền hỗ trợ ăn trưa là 5 triệu đồng trên tháng. Hàng tháng bạn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hết 3 triệu 129 nghìn và bạn có một con nhỏ. Và khi đó số thu nhập mà bạn phải tính thuế là 100 triệu đồng trừ 11 triệu tiền giảm trừ gia cảnh cho bản thân, rồi tiếp tục trừ 4,4 triệu tiền giảm trừ cho con nhỏ, trừ 5 triệu, trừ 3 triệu 129 nghìn là bằng 76 triệu 471 nghìn. Giờ thì chúng ta sẽ cùng tính xem với mức thu nhập tính thuế là 76 triệu 471 nghìn thì bạn phải đóng bao nhiêu tiền thuế cho nhà nước nha. Luật quy định đây là biểu thuế lũy tiến từng phần. Thì ngay sau đây tôi sẽ giải thích cho các bạn tại sao gọi là lũy tiến nha. Ví dụ bạn phải đóng thuế trên số tiền là 76 triệu 471 nghìn. Theo bảng thuế thì bạn phải đóng thuế trên bậc 6. Điều này không có nghĩa là bạn lấy 76 triệu 471 nghìn nhân với thuế suất 30% mà sẽ tính toán trên từng phần thu nhập. Lần lượt là 5 triệu đồng đầu tiên của bạn sẽ chịu thuế là 5%. Rồi 5 triệu tiếp theo là 10%, 8 triệu tiếp theo bạn sẽ chịu thuế là 15%, 14 triệu tiếp theo là 20% và 20 triệu tiếp theo thì bạn sẽ chịu thuế là 25%.
và tổng số tiền còn lại thì bạn sẽ chịu mức thuế là 30%. Như vậy, tổng số thuế bạn cần phải đóng là 250.000 cộng 500.000 cộng 1,2 triệu cộng 2,8 triệu cộng 5 triệu cộng 7.341.300 đồng sẽ bằng 17.091.300 đồng. Tất nhiên thì đây là cách mà tôi giải thích để các bạn hiểu biểu thuế lũy tiến hoạt động như thế nào. Còn thực tế thì nó khá đơn giản. Chỉ bằng một phép tính thôi thì các bạn đã có thể tính ra số tiền thuế mà bạn phải đóng bằng công thức dưới đây. Ví dụ là sau khi xác định mức thuế bạn phải đóng là ở bậc 6 thì bạn không cần phải qua nhiều bước. Bạn chỉ cần lấy 30% nhân 76.471.000 trừ cho 5.850.000 thì sẽ ra kết quả là 17.091.300 đồng. Rồi ok, ở trên thì chúng ta đã xong phần đóng thuế. Vậy còn quyết toán thuế thì sao? Vậy tại sao phải quyết toán? Nói ra thì nó khá dài dòng, tôi sẽ lấy ví dụ cho dễ hiểu. Giả sử trong năm 2020, tổng số tiền thuế bạn đã tạm đóng hàng tháng từ tháng 1 đến tháng 12 là 12 triệu đồng. Tuy nhiên là dựa trên tổng thu nhập thực tế của năm 2020 thì áp dụng biểu thuế theo năm thì số thuế chính xác bạn phải đóng là 11 triệu đồng. Và sau khi quyết toán thuế thì bạn sẽ được cơ quan thuế trả lại 1 triệu tiền mà bạn đã đóng dư. Còn trường hợp mà sau khi đã quyết toán mà số tiền bạn đã tạm đóng ít hơn số tiền thuế thực tế mà bạn phải đóng thì bạn cần phải đóng bù và số tiền còn thiếu. Nhìn chung là bạn cứ đi làm đều đều rồi đóng thuế hàng tháng thì sau khi quyết toán thì kiểu gì cũng được hoàn mà. Tiền thì vẫn là tiền của mình, nhưng cái cảm giác được hoàn tiền nó vẫn sướng các bạn à. Rồi, đến đây thì video xin phép được kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã chú ý quan tâm theo dõi. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.